Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất. Kim Vũ xin kính chào quý vị đang trên kênh N10 TV. Hôm nay ngày 15 tháng 5 năm 2019, gồm các bản tin sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi. Tổng thống Trump đã tìm ra cách hạ đo ván Trung Quốc trong thương chiến. Dự đoán Trung Quốc sẽ giảm lãi suất để tăng lợi thế trong chiến tranh thương mại. Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Cục Dự trữ Liên bang viết tắt FED nhanh tay để Mỹ toàn thắng. Trung Quốc sẽ bơm tiền vào hệ thống và có thể cắt giảm cả lãi suất như thường lệ để bù đắp cho công việc kinh doanh đang và sẽ thua lỗ. Nếu Cục Dự trữ Liên bang có thể đồng ý trò chơi sẽ chấm dứt. Chúng ta thắng cuộc trong bất cứ tình huống nào, Trung Quốc đều muốn có một thỏa thuận, ông Trump viết trên Twitter ngày 14 tháng 5. Theo CNBC, ông Trump đang dựa vào lập luận này để hóa thúc FED nới lỏng chính sách tiền tệ trong nước khi cuộc đối đầu thuế quan Mỹ-Trung ngày càng căng thẳng. Washington hiện đang tìm cách buộc Bắc Kinh hạ thấp rào cản thương mại của họ, cũng như cải thiện tình trạng vi phạm sở hữu trí tuệ tại Trung Quốc. Sau nhiều cuộc đàm phán gần đây, Bắc Kinh quyết định trả đũa Washington bằng cách đánh thuế nhập khẩu đối với 60 tỷ USD giá trị hàng hóa của Mỹ trước đó cùng ngày ông trump còn đăng tải hai nội dung khác trên twitter rằng ông rất tôn trọng chủ tịch tập cận bình nhưng thỏa thuận với mỹ phải thật vĩ đại hoặc không có gì cả ông trump viết khi thời điểm đến chúng ta sẽ có thỏa thuận cùng trung quốc sự tôn trọng và tình bạn với chủ tịch tập là vô hạn nhưng như tôi từng nói với ông ấy đây phải là một thỏa thuận lớn với mỹ hoặc nó sẽ không có ý nghĩa gì cả chúng ta phải được bật đèn xanh để bắt kịp trung quốc từ một khoảng cách thương mại rất xa. Do mô hình một chiều kỳ quặc của WTO, Tổ chức Thương mại Thế giới, ông nhấn mạnh. Ngoài việc tăng áp lực với Trung Quốc, ông Trump bốn liên tục hối thúc FED giảm mức lãi suất trong thời gian qua. FED đã tăng lãi suất bốn lần liên tiếp trong năm 2018. Trả lời CNBC, Chủ tịch FED Minneapolis Neal Kaskari cho rằng chính sách tiền tệ hiện nay là hoàn toàn hợp lý ngay sau tuyên bố mới của ông Trump, thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng nhẹ trở lại. Cụ thể, Nasdaq và S&P 500 đều tăng khoảng 0,6%, trong khi chỉ số Dow Jones Industrial tăng 0,5% 35 phút sau khi mở cửa giao dịch. Xin mời quý vị theo dõi bản tin tiếp theo. Tổng thống Trump có thể sắp ký sắc lệnh ngăn công ty Mỹ dùng thiết bị của Huawei. Sắc lệnh mới đã được chính quyền tổng thống Trump cân nhắc trong hơn một năm qua, nhưng nhiều lần bị trì quản ban hành. Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sẽ ký một sắc lệnh hành pháp trong tuần này, cấm các công ty Mỹ sử dụng thiết bị viễn thông do những công ty có nguy cơ gây ra rủi ro an ninh quốc gia sản xuất. Mở đường cho lệnh cấm hợp tác với tập đoàn Huawei của Trung Quốc, ba quan chức Mỹ am hiểu vấn đề tiết lộ. Sắc lệnh không nêu cụ thể tên quốc gia hay công ty bị cấm đã được chính quyền Tổng thống Trump cân nhắc trong hơn một năm nhưng liên tục bị trì quản ban hành. Vì thế vẫn có khả năng trong lần này nó tiếp tục bị trì quản. Sắc lệnh hành pháp sẽ viện dẫn đạo luật quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế cho phép Tổng thống Mỹ điều chỉnh chính sách thương mại để đối phó với một tình huống khẩn cấp đe dọa quốc gia. Sắc lệnh sẽ chỉ đạo Bộ Thương mại phối hợp với cơ quan chính phủ khác lên kế hoạch thực thi. Nếu được ký, sắc lệnh hành pháp mới sẽ được đưa ra trong bối cảnh quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đang căng thẳng. Qua nhiều vòng áp thuế, Mỹ đến nay đã đánh thuế lên 250 tỷ USD hàng Trung Quốc. Trung Quốc cũng sử dụng chính sách tương tự với 110 tỷ USD hàng Mỹ. Washington tin rằng thiết bị do tập đoàn công nghệ Huawei sản xuất có thể được chính phủ Trung Quốc dùng với mục đích gián điệp. Huawei liên tục phủ nhận cáo buộc từ phía Mỹ. Mỹ đang tích cực thúc giục các quốc gia khác không sử dụng thiết bị của Huawei trong quá trình xây dựng và phát triển mạng 5G gọi những sản phẩm này là không đáng tin cậy. Hồi tháng 8 năm ngoái, Tổng thống Trump thông qua một dự luật cấm các cơ quan chính phủ Mỹ sử dụng thiết bị từ Huawei và một nhà cung cấp Trung Quốc khác là ZTE Corp. Hồi tháng Giêng, các công tố viên Mỹ buộc tội hai đơn vị của Huawei ở Washington âm mưu đánh cắp bí mật thương mại của công ty t -Mobile. Mỹ cũng truy tố Mạnh Vãn Châu, Giám đốc Tài chính và là con gái người sáng lập Hoa Quy Nhậm Chính Phi, một loạt tội danh trong đó có rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt Iran. Thưa quý vị, lời phản bác lấp lửng của Tổng thống Trump trước tin Mỹ định điều 120.000 quân tới Trung Đông. Phát ngôn được ông Trump đưa ra sau khi đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc cáo buộc Mỹ phát động chiến tranh tâm lý nhằm vào Tehran. Mỹ vốn đã tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Iran, đồng thời điều một nhóm tác chiến tàu sân bay tới Vịnh Ba Tư, tuy nhiên tờ New York Times mới đây lại đưa tin về khả năng nước này đổ thêm 120.000 quân tới Trung Đông để đối phó với Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng phản bác, khẳng định đây là fake news, thông tin giả và hy vọng rằng không cần sử dụng tới một kế hoạch như vậy. Đồng thời ông lại nói rằng ông nhất định sẽ đưa 120.000 quân hoặc hơn tới Trung Đông nếu cần. Liệu tôi có làm việc đó không ư? Chắc chắn rồi. Nhưng chúng tôi không lên kế hoạch cho việc đó. Hy vọng chúng tôi sẽ không phải lên kế hoạch cho việc đó. Và nếu làm như vậy, chúng tôi sẽ đưa tới nhiều quân hơn hẳn như vậy, ông Trump nói. Trước đó, Đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc Majid Raventi đã cáo buộc Mỹ phát động chiến tranh tâm lý nhằm vào Tehran. Trong khi bình luận với CNN về thông tin, Ngũ Giác Đài được cho là đã trình bày một kế hoạch đưa 120.000 quân tới Trung Đông nếu Iran quyết định phát triển vũ khí hạt nhân. Ông Raventi nhấn mạnh rằng, khác với một số quốc gia nhất định, Iran không quan tâm tới việc tạo ra căng thẳng trong khu vực. Chúng tôi không tìm cách tạo căng thẳng trong khu vực của mình bởi không có lợi ích từ một cuộc xung đột như vậy. Trong khu vực của chúng tôi, ngoại trừ một vài người ở Washington và một số quốc gia lân cận. Đại sứ Iran cũng cho biết Ông không hiểu được lời đe dọa mà ông Trump đưa ra trước đó khi Tổng thống Mỹ nói rằng sẽ là một sai lầm rất nghiêm trọng nếu Iran gây ra bất cứ chuyện gì với lực lượng Mỹ đang đồng trú trong khu vực. Ông Ravanchi khẳng định rằng chính người Mỹ mới là lực lượng được phát triển ở vùng Vịnh Ba Tư, cách xa quê nhà của mình, trong khi Iran chưa từng mang vũ khí tới tiếp cận biên giới Mỹ. Xin mời quý vị theo dõi bản tin kế tiếp hé lộ sự thật về lực lượng Cuba đang có mặt ở Venezuela. Đại sứ Cuba tại Nga, Gerardo Penover Porto, nhấn mạnh Cuba duy trì tình đoàn kết với Venezuela nhưng không bao giờ triển khai quân đội tới Cộng hòa Bolivar. Đây là lời bình luận của đại sứ Porto. Trước câu hỏi, Cuba sẽ hỗ trợ quân sự như thế nào cho Venezuela trong trường hợp Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela? Chúng tôi hiện có hơn 20.000 bác sĩ ở Venezuela bởi chúng tôi đang hỗ trợ y tế cho họ. Chúng tôi có cả giáo viên, huấn luyện viên thể thao ở Venezuela nhưng chúng tôi không điều động binh sĩ. Cuba không bao giờ có binh sĩ ở Venezuela. Chúng tôi sẽ duy trì tình đoàn kết với Venezuela và đó là nguyên tắc của chúng tôi. Chúng tôi cũng không chấp nhận bất cứ mối đe dọa nào. Chúng tôi không hề sợ hãi và chúng tôi không tin vào việc sử dụng vũ lực. Chúng tôi chỉ tin vào đối thoại và đàm phán, đại sứ Boto chia sẻ với Smutnik. Trong khi đó, dù thủ lĩnh đối lập John Guaido đã tiến hành một cuộc đảo chính hôm 30 tháng 4 nhằm lật đổ tổng thống Nicolas Maduro, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton vẫn cho rằng mọi phương án giải quyết vấn đề của Venezuela đều đang nằm trên bàn thảo luận. Theo ông Bolton, Washington hy vọng được chứng kiến một cuộc chuyển giao quyền lực trong hòa bình ở Venezuela. Thưa quý vị, và sau đây là bản tin cuối cùng. Báo Trung Quốc đăng chính chữ vàng thể hiện thái độ khuyên Mỹ bớt vọng tưởng. Truyền thông Trung Quốc liên tiếp có những bài đăng thể hiện sự cứng rắn của Bắc Kinh trong cuộc chiến thương mại với Mỹ. Ngày hôm qua, tài khoản WeChat của tờ Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã đăng một bức hình kèm theo tuyên bố đây là thái độ của Trung Quốc. Động thái mới này được cho là để khẳng định tinh thần và định hướng của Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại khốc liệt với Mỹ. Bài đăng của tờ Nhân dân Nhật Báo chỉ có một bức hình với ba dòng khẩu hiệu, chính chữ vàng in trên nền cờ Trung Quốc, màu đỏ và cảnh một tàu chở hàng. Đại ý của ba dòng chữ này là Thảo thuận chắc chắn rồi, chiến tranh thương mại quyết đấu tới cùng, bắt nạt Trung Quốc, vọng tưởng. Được biết, đàm phán thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã chuyển hướng tiêu cực vào hồi tuần trước. Ngày 10 tháng 5, Mỹ tăng thuế quan từ 10% lên 25% đối với 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Bắc Kinh đã phản ứng vào ngày 13 tháng 5, tăng 25% thuế quan đối với 60 tỷ USD hàng hóa của Mỹ. Bản tin đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Xin quý vị hãy ủng hộ chương trình của chúng tôi bằng cách nhấn vào nút subscribe hoặc nút đăng ký ở phía dưới video này. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất.